Vâng, cảm ơn quý vị đã không rời màn ảnh với chương trình Văn hóa giáo dục ngày hôm nay cùng tiến sĩ Natalie Trần đến từ Đại học Cal State Fullerton. Chúng ta đã đề cập đến chương trình đào tạo các giáo sư dạy tiếng Việt. Phần này thì Thủy Vi xin được đề cập đến một chương trình, một sinh hoạt khác của tiến sĩ Natalie Trần và Trung tâm Tài liệu Quốc gia về Ngôn ngữ Châu Á. Đó là chương trình giải viết sách thiếu nhi trên mạng. Năm nay là năm thứ ba. Chương trình này thì Thủy Vi trong quá khứ đã có hân hạnh được tham gia. Và Thủy Vi nghĩ rằng đó là một chương trình rất là lý thú, cũng giống như rất là hữu ích để các em có được cơ hội trau dồi tiếng Việt, cũng giống như được để các em có đào tạo thêm cho mình óc sáng tạo bằng chính ngôn ngữ, bằng hình ảnh. Thủy Vi muốn được em nói thêm về giải viết sách thiếu nhi trên mạng năm nay, vì mùa đại dịch chúng ta không thể tổ chức tụ họp đông đủ giống như những năm vừa qua. Xin mời em. Dạ vâng, xin cảm ơn chị. Natalie cũng xin chia sẻ cái giải viết sách thiếu nhi trên mạng năm nay. Cái đó là vào ngày 26 tháng 6 từ 9 giờ đến 10 giờ. Và cái mục đích của cái giải viết sách này thì như mình với chia sẻ cái phần trước, là cái sự phát triển của các chương trình Việt ngữ của chúng ta rất là cao, thì cái nhu cầu thì sau đó không những là mình cần tuyển thêm các thầy cô giáo, mà làm sao mình có tài liệu để các thầy cô giáo có thể dùng trong các chương trình Việt ngữ. Thì cái giải viết sách thiếu nhi này nó mục đích là nó để đáp ứng những cái nhu cầu đó. Và cái thứ hai nữa là làm sao mình có thể cho các em có một cơ hội để viết ra những cái ý tưởng của mình. Và cái đề tài của năm nay là người Việt lớn lên ở hải ngoại. Mình có những cái câu mà có thể gợi ý cho các em, như là khi mà mình nghĩ là mình là một người Việt lớn lên ở hải ngoại thì mình có những cái hy vọng, những cái hoài bão, những cái ước mơ, những cái khát vọng gì đó mà có thể là các em có thể viết ra trên một cái cuốn sách. Thứ hai nữa là cái đề tài, dưới cái đề tài đó nữa là có thể là các em có những cái khó khăn các em gặp trong cái đời sống hàng ngày của chúng mình với là một người Việt lớn lên ở hải ngoại, những cái trải nghiệm của các em như thế nào. Và cái này nó rất là quan trọng, thì như là chị cũng biết là trong cái thời gian dịch COVID này á, thì mình có những cái gọi những cái kỳ thị đối với người châu Á tại hải ngoại với cái ảnh hưởng và với cái COVID-19. Thì những cái việc mà nó xảy ra như vậy thì nó có tác động tới cái sự suy nghĩ của các em. Thì làm sao mà mình có đưa ra một cái cơ hội cho các em để các em có thể ghi ra những cái ý tưởng của mình trên trang giấy. Thì trung tâm sẽ chọn ra, gọi là mình sẽ có 3 giải, giải nhất, giải nhì và giải ba cho 4 lứa tuổi. Lứa tuổi thứ nhất là từ 7 tuổi đến 9 tuổi, lứa tuổi thứ hai là từ 10 đến 12, lứa tuổi thứ ba là 13 đến 15 và lứa tuổi cuối cùng là từ 16 đến 18. Thì mỗi trong 4 lứa tuổi này thì mình sẽ có 3 giải, thì 12 giải đó, giải nhất là 150 đô, giải nhì là 100 đô và giải 3 là 50 đô. Thì đây là bởi sự bảo trợ của Nailing It for America và cũng như là The Wall Project. Thì đây là sự cộng tác. Nhưng mà Natalie chia sẻ là cái quan trọng hơn á là mình sẽ chọn ra 12 sách được giải này và mình sẽ in ra và mình sẽ phổ biến cho các em. Nói đến những các cái sự đề tài người Việt lớn lên ở hải ngoại thì cho Thủy Vi hỏi em rằng có những em sinh ra ở đây nhưng mà cảm thấy mình không có hòa nhập được, không hội nhập được, hoặc vì một vấn đề nào đó trong gia đình mà các em cảm thấy rằng ô, gia đình mình, nói một chữ nôm na là dysfunctional, gia đình của mình nó bất bình thường, nó không có bình thường giống như những gia đình khác, thì những cái sự khắc khoải đó, những cái tâm tình đó, các em có được viết hay không, hay là chắc em chỉ có viết được những cái điều tươi đẹp, hy vọng, ước mơ, khao khát của các em, còn những cái điều mà các em muốn được giải bày thì các em có quyền có được viết ra hay không, hay là too negative? Dạ không, cảm ơn chị, cái câu hỏi rất là hay.
Khi mình nhìn đến cái cộng đồng của chúng ta, cộng đồng ở Việt Nam ở hải ngoại, thì có những cái rất là hay như là cái mà chị vừa mới nêu ra, và cũng như có những cái khó khăn chứ. Thì những cái khó khăn mà trong gia đình của chúng ta hoặc là các phụ huynh đã trải nghiệm, thì sẽ có một phần nào đó các em nó cũng sẽ trải nghiệm những cái khó khăn đó. Thì cái giải viết sách này là chúng ta làm sao có cơ hội để mà các em trình bày không những là những cái gì đẹp mà cũng như là những cái gì khó khăn mà các em có thể đang gặp được. Thì khi mà mình mở ra cái cánh cửa đó, thật ra cái quan trọng hơn nữa là mình làm sao kết nối được cái thế hệ đi trước và cũng như cái thế hệ sau này, làm sao mình tạo cho cơ hội để bố mẹ có thể hiểu hơn về những cái hy vọng, những cái hoài bão, những cái khao khát của các em. Và cái chương trình này có cái hay là phụ huynh có thể giúp các em để viết và để trình bày như thế này, thì nó không phải là một cái exam mà mình đưa ra cái đề tài này trước hết. Dạ, để các em có thể suy nghĩ. Tức là khi mà các em muốn được viết giống như là một cái lời tâm sự, một cái lời giải bày hoặc một cái sự trăn trở của các em. Nói thí dụ như bố mẹ muốn các em học đi vào con đường trở nên một người bác sĩ, vì phần đông người Á Châu mình muốn con mình tiến sĩ, bác sĩ, cái gì mà có một cái trình độ cao ở trong xã hội. Nhưng thí dụ như các em bảo con muốn trở thành họa sĩ, thì Thủy Vi, thưa quý vị, đã nghe rất là nhiều câu chuyện bố mẹ bảo làm họa sĩ để mà chết à, tại vì họa sĩ thì làm sao các con kiếm ra tiền. Thì cái sự xung đột ở giữa cái khái niệm của một người, của bậc cha mẹ và của các em lớn lên sinh hoạt ở đây, người Việt lớn lên ở hải ngoại, các em chúng ta có nên khuyến khích các em viết những cái đề tài đó không, nói chung là những mâu thuẫn trong gia đình hay không? Dạ đúng, khi mà mình có những cái giải viết từ năm ngoái và năm trước đó nữa, có một cuốn sách mà Natalie nhớ là có một cái đề tài, cái tên của cuốn sách là Mẹ ơi con không muốn làm bác sĩ. Thì trong cái cuốn sách đó thì các em này chia sẻ là tại sao, thì cũng như chị vừa nói, cảm thấy là cái này nó không có thích hợp với mình. Nhưng mà cái đau buồn hơn của các em là mẹ mình không có hiểu những cái suy nghĩ của mình, những cái ưu tư của mình. Một là bác sĩ hay cái gì, cái đó nó ít quan trọng hơn cái phần mà làm sao mà mình có thể tiếp nối được cái sự gọi là thông cảm, phải không? Đúng rồi. Giữa bố mẹ và con, thì con cái thì Natalie nghĩ cái đó nó quan trọng hơn. Quan trọng hơn. Dạ vâng. Và phần đông phụ huynh của mình, Thủy Vi xin phép dám nói một câu là bố mẹ hay nghĩ rằng cái điều này tốt cho con, nhưng mà thật sự mình, cái đó là sự suy nghĩ của mình, phải không Natalie? Yeah. Và không biết rằng các em khi đặt cây viết xuống và viết, thì các em có dám chia sẻ với các bậc phụ huynh hoặc những độc giả những cái sự suy nghĩ của các em rằng đây là cái niềm mơ ước, chính đúng là những niềm mơ ước mặc dù nó có cái sự xung đột. Thành ra khi mà chấm những cái cuốn sách này thì em nhìn vào những cái khía cạnh nào, những cái yếu tố nào để chấm giải? Dạ vâng. Thì gọi là ban đại diện để chấm những cái sách này cũng rất là hay, và Natalie cũng xin cảm ơn, đó là các thầy cô đang dạy các chương trình Việt ngữ cộng đồng, và cũng như là các thầy cô đang dạy những cái chương trình song ngữ và ngoại ngữ. Thì mình, khi mà mình chấm những cái cuốn sách này, là mình có 6 cái yếu tố. Thứ nhất là nội dung, mà mình chú tâm vào là cái nội dung nó có liên quan tới cuộc sống hàng ngày của các em bé Việt lớn lên ở nước Mỹ hay không, hoặc là nước ngoài nha. Tại vì năm nay mình làm qua mạng cho nên mình có thể mở rộng ra nó là ở nước ngoài. Cái thứ hai nữa là cái cách dùng ngôn ngữ có thích hợp với các em ở lứa tuổi của cái nhóm mà các em hay không, phải không? Như là khi mà các em từ 7 tới 9 tuổi mà các em dùng những cái ngôn ngữ mà viết là lớn mà nó không có thích hợp. Thì như vậy mình biết là bố mẹ biết dùng. Dạ đúng. Dạ đúng. Và cái yếu tố thứ ba nữa là cái cấu trúc của câu chuyện, nó có đầu, nó có đuôi, phải không? Nó có thể là nó gây cái cảm động, hoặc là nó có tính cách giải trí, hoặc là nó khơi gợi gì cho cái người độc giả. Và cái yếu tố thứ tư nữa là cái hành văn, như là cái chính tả và cũng như cái ngữ vựng. Và yếu tố thứ năm là sáng tạo, cái này rất là quan trọng. Natalie thấy là hình như những cái cuốn sách mà đã được chấm là có những cái cuốn sách nó có những cái câu chuyện rất là độc đáo.
rất là khác, và cái cách sáng tạo nó rất là sâu. Và đây là những cái gọi là cái yếu tố mà chúng ta có thể dùng khi mà chấm để chọn lựa ra những cuốn sách hay. Cũng không quá khó khăn phải không thưa quý vị? Năm yếu tố mà cô Natalie Trần vừa mới đưa ra để chấm trong giải viết sách thiếu nhi trên mạng vào ngày 26 tây tháng 6 từ 9 giờ tới 10 giờ. Vì trên mạng cho nên bất cứ ở đâu, bất cứ ở quốc gia nào đều có thể tham gia. Bây giờ em cho biết ghi danh hạn chót là ngày nào, Và cái trang mạng như thế nào và có chi phí gì hay không? Dạ vâng, cảm ơn chị. Thì cái flyer là ghi danh là ngày 15 tháng 6. Hôm nay là mình ngày 12 tháng 6, thì có thể là xin quý vị ghi danh. Nếu mà mình cần thì mình có thể kéo dài hạn ra một chút xíu để cho quý vị có thể ghi danh. Ghi danh vào cái website, có thể là mình sẽ đưa lên chị ha, nhưng mà nó là https://bit.ly/3yczpo. Có thể là quý vị có thể nhìn thấy trong cái màn ảnh của TV. Hoặc nếu không thì có thể liên lạc vào số điện thoại nào hay là ở đâu để hỏi nếu mà họ không có kịp cái trang mạng này. Dạ vâng, có thể là quý vị có thể liên lạc trực tiếp với Natalie ở email là natran@fullerton.edu. Vâng, cảm ơn Natalie đã dành một chút thời gian đến đây, không những nói riêng về chương trình đào tạo giáo sư dạy tiếng Việt, nói luôn thêm về giải viết sách trên mạng dành cho thiếu nhi qua 4 lứa tuổi. Hy vọng rằng sẽ được sự tham gia của rất nhiều các em, các bạn trẻ và có sự tiếp tay hỗ trợ của các phụ huynh để tiếng Việt của chúng ta luôn luôn mãi tồn tại và luôn luôn sẽ được quảng bá theo truyền thống trong sáng. Người Việt còn thì tiếng Việt còn. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị.